Tin về Cộng sản Phú Yên bắt giữ nhà báo tự do và một người thuộc nhóm Đào Minh Quân với cáo buộc là xâm phạm an ninh quốc gia. Tin từ Phú Yên, thưa quý vị. Vào ngày 21 tháng 8, nhà cầm quyền Cộng sản tỉnh Phú Yên đã bắt giữ nhà báo tự do Trần Thị Tuyết Diệu và ông Phạm Hồ, đều với cáo buộc vi phạm an ninh quốc gia của Bộ Luật Hình sự trong hai vụ án khác nhau. Cô Diệu sinh năm 1988, từng làm việc cho báo Phú Yên sau khi tốt nghiệp khoa báo chí của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Sài Gòn. Cô bị buộc thôi việc sau khi đăng tải nhiều bài viết chỉ trích chế độ Cộng sản. Cô bị bắt với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 117 của Bộ Luật Hình sự. Theo như truyền thông nhà nước thì cô đã sử dụng nhiều tài khoản trên trang mạng xã hội như Facebook và YouTube để phát tán nhiều bài viết, hình ảnh và video có nội dung tố cáo chế độ và bôi nhọ lãnh đạo Đảng và nhà nước. Trong khi đó thì ông Hồ sinh năm 1949, trú tại thị xã Đông Hòa, bị bắt về cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo Điều 109 của Bộ Luật Hình sự. Ông bị cho là kết nối với Tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, rồi làm thơ và viết bài ca ngợi ông Đào Minh Quân cùng Tổ chức Lưu Vong trên, kêu gọi người dân ủng hộ chính phủ này. Truyền thông nhà nước Cộng sản đưa tin công an đã khám xét nhà của cô Diệu và ông Hồ, thu giữ điện thoại, máy tính và một số tài liệu có nội dung chống chế độ. Cô Diệu đối mặt với án tù từ 7 cho đến 12 năm, còn ông Hồ có thể bị kết án từ 7 cho đến 15 năm tù.